Vào cuối tuần qua là một cột mốc đáng nhớ của ngành hàng không khi hãng Airbus cho cất cánh chiếc máy bay điện trên bầu trời nước Pháp. Airbus hy vọng công nghệ này sẽ là một bước tiến trong việc đưa động cơ điện vào các loại máy bay lớn hơn. Chiếc máy bay chạy bằng điện mang tên Efan có sải cánh rộng 9,5m, chiều dài thân máy bay là 6,7m lần đầu tiên ra mắt tại triển lãm hàng không Paris vào năm ngoái. Chiếc máy bay được sử dụng cho các chuyến bay ngắn với hai động cơ điện 60W và không xả khí thải. Chuyến bay thử nghiệm được giám sát bởi Bộ trưởng Môi trường và Năng lượng Pháp bà Chélogène Royo. Đây là một cơ hội tuyệt vời khi được chứng kiến một lĩnh vực vốn nằm ngoài phạm vi quản lý về môi trường lại đang hướng tới làm sạch môi trường. Chiếc phi cơ điện này cũng giúp hành khách tiết kiệm bởi chi phí cho một giờ bay chỉ khoảng 2 euro, rẻ hơn nhiều so với giá 30-40 euro khi đi bằng một chiếc máy bay tiết kiệm nhiên liệu thông thường. Đây là chiếc máy bay chạy hoàn toàn bằng điện, thường được sử dụng làm máy bay huấn luyện tại các trường đào tạo phi công. Đây là phiên bản 2 chỗ ngồi, vì thế bạn có một người hướng dẫn và một phi công. Sắp tới chúng tôi sẽ phát triển phiên bản 4 chỗ ngồi. Trước đó, ngày 18 tháng 6, Bộ trưởng Chélogène Royo cũng đã đưa ra một dự luật mới ủng hộ sử dụng năng lượng sạch tại Pháp.